Đây là một con đuông dưa. Đây là cái đầu của nó này, cái miệng của nó. Con dẫn dẫn rồi thì mọi người ăn hết rồi. Chưa thế? Con này đã chín. Mình ăn đi, anh thì thôi, chịu thua đấy. Nhìn như con bọ nhỉ. Tác phẩm hai con đuông dừa. Ê, nãy đọc thì cái chữ đuông dừa mới nghe đuông mình luôn. Đấy, ai ăn sống thì đã có người ăn sống. Đó, anh này ăn sống này. Anh kia ăn đuông dừa xong anh đông không ấy. Tôi kê ba con rồi, anh trông coi phim. Không, em thôi. Cho anh Du anh ăn đấy. Ông còn lo bê, tôi bảo tôi ăn 5 con đuông dừa cho con. Không. Khi nào mà em khỏi cái tay này rồi, lúc đó thì em uống với ba. Tại vì mấy nay cũng sợ nó uống mà nó nóng. Nó lại rặn. Không có anh đá, bác bỏ. Tại vì mình đã chơi rồi. Tí cơ.